Do you remember the color? 어느 color냐? Melon 좀 we have color đúng không? Here, can you see here? Okay, color here. Rồi, nói cho cô biết những màu này là màu gì nhá. Okay, the first one here. Okay, no. Can you see the bigger crowd here? Con thấy màn hình to hơn chưa? Chưa. Cô cũng chưa thấy. Sao chậm thế Okay, here. Can Yeah. you see this? Thấy chưa nhỉ? Rồi, next one we have pink, yellow, brown, black, purple, green, red, orange and white. Rồi, can you tell me what color it is? Blue. Blue, very good. Pink. Pink. This one. Yellow. Yellow, very good. This one. Then Green. green, Cô giận nha, cô giận lắm đấy. Now, red. This one. red, Red. This red, one. This one here. Can you no, orange? orange. À, vậy là quên rồi nhá. Now next one. Bờ gì đây? Bờ brown. Bờ rau Very good. Next bắp bắp one. Purple. Very good. Here. bồ Black. Very good. What color is it? Last one here. lách nữa Là gì nhỉ? White. why. Rồi, again nhá. Bây giờ cô chỉ nhanh này. This Blue. one. Không có người để mình có. Người để che nhau thì được. Ô gì Được đây? chưa? Dạ. What's wrong? Ren. Red. Red. Rest. Okay, now this one here. Oh. Orange. Orange, very good. This one. Bơ. Bơ. Bơ gì ta? Bơ. Bơ brown. Từ rau Okay, very good. This one here. bắp bồ Purple. Purple. Very good. This bình Pink. Oh, very good. Oh, giờ hôm nay đọc âm cuối sõi thế nào. This yellows Yellow. Awesome. This black. one. Black. Oh, very good. Một tràng vỗ tay cho con nào. Okay, nào, cuối cùng. Last one. Yellow, Ok, no, cuối cùng cơ mà, đây em không biết. nè. Why? Ồ, chỗ con đang nóng à? Is it hot? Nóng quá. Tại sao? Why? Why? Nhưng mà không có quạt. Where your fan? Tại sao? Tại sao không chuyển quạt của con ra nhỉ? Việc học quan trọng mà không có cái quạt. Khổ thân. No, rồi, come back here. Đâu con có quạt mà. Sao lại bảo Quạt này nó hư lại bảo rồi. nóng? Sao lại bảo nóng quá? Nào, Tâm ơi, bây giờ cô xóa hết những từ này đi nhá. Đâu à? Có tự tin đọc được hết các từ này mà bị xóa đi Vâng. không? Vâng. Cô xóa, được không? Tự tin không? Vâng. Ok, xóa nhé. Yeah. The first one gì đây? Xóa hết mất rồi. Nó không nhìn thấy nữa. Rồi nào. The first one. Màu đầu tiên là gì nhỉ? What Blue color is this? Blue. Very good. This one. Bing
Pink. Oh, very good. This one. Yellow. Yellow. Very good. Go, 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 go. Go, go, go. Green. Green. Oh, oh, very good. Oh, very good. This one. Red. 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 Very good. This one. Orange. Orange. Awesome. You already know this. Okay, this one. Không nhớ. Bơ 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 bơ. Bơ. Brown. Brown. Okay now. Từ này. Bubble. Purple. 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 Black. Black. Last one here. White. 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 Rồi, nhớ hết chưa? Rồi bây giờ cô cho con một trò chơi để nhớ nhá. Here, we have here. Now, can you see the bigger screen here? Sáng hơn chưa? Rồi, con có thể dùng. Yeah, cô có. Đây, bây giờ cô sẽ chuột cho con nhá. Rồi, let me share you the mouse here. Rồi, bây giờ con hãy vẽ thử màu đỏ nào. Con biết cách chọn màu trên màn hình con chưa? Em không có màu. Không có màu á? Có thấy cái format có màu đỏ không? Không. Không á? Rồi, thế bây giờ cô chọn màu cho con xong rồi con nói cho cô biết thêm màu gì nhá. Rồi, yeah. À, từ từ để cô lấy cái to hơn. Rồi, vẽ đi nào, vẽ đi. Draw a picture, draw something here. Vẽ bất kỳ cái gì nào. Rồi, màu gì đây? Màu gì vậy? Bé quá không? Rồi, bây giờ cô cho con rồi, vẽ lại đi nào. Màu gì à? Do you know the color here? Yeah. No. Oh, no. No, đây là màu vàng mà đúng không? This is right. À, màu vàng mà. Rồi, thế bây giờ cô cho để con thử cái này nhá. Rồi bây giờ vẽ lại nào. Kéo chuột nha, kéo kéo. Rồi, màu gì đây? Màu vàng. À, màu vàng, very good. À, nào màu vàng thì tiếng Anh nói nào. Yellow. Yellow, very good. Rồi nào, tiếp nha, bây giờ cô cho màu khác này. Rồi thả chuột lại cho cô nào, để cô chọn màu. Rồi, yeah. Rồi, màu này. Rồi vẽ lại nào. Again here. Vẽ lại, vẽ lại. Draw another picture here. Draw something here. Kéo ít con. Ấn giữ xong kéo. Ok, màu gì à? What color is it? Cam. In English? Orange. 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 Orange, very good. Rồi, màu khác nha. Another color here. Rồi, thử nào. Can you draw something here? Ah, what color is it? Pink, 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 pink. Very good. Rồi, màu khác nha. Nào, cho cô xin lại chuột nè. Để cái nào, 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 nào. Yeah, rồi, màu gì tiếp nè. Can you draw something here? Draw, draw, draw. Vẽ chưa cô? Chưa. Rồi, cô đưa cho con chuột rồi đây. Oh, màu gì nè? What color is it? Màu tím. In English? In màu English? Chưa học đâu. Học rồi mà. Sao méo thế? Rồi. Màu tím học rồi mà. Purple. Remember purple? Đúng rồi, purple. Purple, rồi, next one. Màu khác nha. Nào, rồi, can you draw something here? Cho cô. Rồi, được rồi. Vẽ nào. À, màu gì đó? What color is it? What color is it? À, màu xanh tươi. In English? Tell me. Là cây. Tell me, tell me.
yellow. Red, red. No, no. Green, green. Green, green. Green, green. Green. Đúng green. Rồi, green chính xác. Exactly. Nào, tiếp. Okay, your turn. Draw something. Red. Red. Very good. Red. Oh, rồi, give me my mouse. Yeah. Đưa cho cô lại cái này nào. Lại chuột nào. Trả cô chuột đây. Nào, tiếp mình sẽ có màu... này, rồi, vẽ nào. Draw something here. Màu gì à? What color is it? Blue. Blue, very good. And this one, next one. Rồi. Vẽ mà, draw something. Draw, draw. Màu này không thể thấy được đúng không? Nào vẽ vào trong này đi nào. Vẽ thử vào trong hình màu cam này. Trắng vậy? Đúng rồi, màu trắng. Very good. Now, in English. Ai không nhớ. Now, white. White. Rồi, màu white. Another color here. We have here. Can you draw something here? What is this? What color is it? Màu gì nhỉ? Màu gì nhỉ? Màu nâu. Ừ. In English? How can you say it in English? Không nhớ. Brown. Rồi, cô giận lắm nhá. Cô giận lắm nhá. Rồi, tiếp tục. One more. Màu cuối cùng nè. Last one. Black. Black, very good. Rồi, chỉ có hai màu con chưa nhớ được là màu trắng và màu nâu nhé. Now, practice here. Rồi, let's move to a game here. Wow. Rồi, một trò chơi để nhớ nhá. Okay, remember here. And now, this card is black. Nào, tìm cho cô màu đen ở đây nào. Which one is black here? Oh, very good. This is black. Nào, từ từ. Oh, từ từ nào. Yellow. Yellow màu gì? Yellow màu màu vàng. Can you find the yellow for me? Tìm màu vàng cho cô nào. Đúng rồi. Very good. Next one. Rồi, what is the cow here? Brown. What's the color of the cow here? Brown. Can you find for me the brown here? Brown color here. Very good. Rồi, next one. The book is blue. Can you find the blue for me? Blue. Blue color for me. Wow, very good. This blue. Next one. Rồi, this pen is red. Can you find the color red for me. Okay, very good. Con vừa ấn đúng không? Có phải con ấn không? Có phải con ấn không? Rồi, next one. Rồi. This marble is purple. Can you find the word purple for me? Find. Okay, purple. Okay, next one. The snake now. Again, the snake is gray. Từ này chưa học đúng không? Nào, gray là màu còn lại trong những từ mình đã học. Là màu còn lại trong những màu mình đã học. Ok. Mình đã học đến màu gì rồi nhỉ? Màu trắng. Màu trắng con biết chưa? Do you know the white here? Already know, right? Yellow. No, it's not yellow, right? This is gray. Nó là màu gray mà đúng không? Thế nên nó sẽ không được gọi là yellow được. Tiếp tục, this one. How you call this? Màu ấy không biết đâu. Here, here, here. Can you see here? Màu gì đây?
What color is it? Ó. Ó gì ta? Ó gì nữa? À, màu cam. Ừ. Màu cam là gì cả? À, con ấn gì của cô đấy? Hư quá. Hands up please. Màu cam à. Ừ, nhưng mà con ấn nhiều quá. Con ấn nhiều quá nhá. Rồi, hands up please. Hands up. Màu cam là sai rồi. Đây là orange. À, nhưng mình đang cần màu xám cơ mà đúng không? Gray. Màu đỏ là red, pink, purple, blue. Nào, rồi. Giờ cô thu chuột lại nhé. Con hư quá. Nào, trả cô chuột nào. Trả cô chuột, con cô chuột đây. Ok, here. Control here. Now, bây giờ, can you call all the color here? Now, màu gì đây? What color is it? Màu trắng. In English? Yellow. Yeah. Yeah. Yellow. Okay, this, sorry, this one yellow. Màu trắng là gì lại nào? Mải quá. Nào, màu trắng là gì đây? Không biết. White. 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 Rồi. This one. Orange. Orange. Màu đỏ là gì? Red. Red. Màu hồng. Pink. What color is it? Pink. And the next one. Here. Purple. Purple. This one. Blue, blue, green, green, blue, blue gì đây? Biết. Brown, brown, and this one, black, black. So vậy một màu duy nhất con không biết ở đây đó là màu gì? Màu xám đúng không? Màu xám, màu ghi. Mình đọc nó là gray, gray, gray. Gray. Ok, gray. Nào, vậy thì ở đây chọn gray nhá. Here. Can you see this? Ok, very good. Gray. Rồi, next one here. This jumper is green. Now, which one is green here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Which one is green? Màu nào là màu xanh? Màu thứ mấy? Màu thứ 4. Đúng rồi, very good. This is green. Okay, next one here. Which one is the orange? The crayon is orange. My emperor. One, two, this one, right? Rồi bây giờ cô share lại chuột cho con nhé. Rồi ấn từ từ thôi. Nào màu gì ở đây? Chọn đi nào. Cam. Okay. Press it. Rồi, very good. Rồi, orange. Rồi, next one. Rồi, the bear is white. Can you tell me where is the white? Nào, con white. Màu trắng nào. Okay, white. Very good. Next one. The skip is pink. Can you find pink. Me the word pink? Okay, very good. Next one. The cherry is, the cherries are? Purple. No, màu gì đây? Màu gì đây? Quả cherry. Màu đỏ. Màu đỏ. So, can you tell me where red, is red, red? Red. Can you press it? Ấn vào màu đỏ đi nào. Okay. Red. Very good. Next one, the sun is
Màu gì nhỉ? Màu vàng. Đấy, okay, so can you find me the color of the sun here? Yellow, very good. Next one. Yeah. No, so this butterfly is. Can you find me the find for me the very good. The color for the butterfly here is blue. Okay, next one. We have this leaf is. Can you find me the color for the leaf here? Green, very good. No, flamingo. What is the color? Pink, very good. Next one. Rồi, the flower is màu gì đây? Hoa màu gì? Tím. Now, can you choose? Màu hồng, màu hồng. Ừ, màu hồng. Now, tìm. No, this purple, màu tím. No. Màu này giống màu hồng đúng không? A little bit same with the pink here. And next one, the carrot. Carrot are màu gì nhỉ? Orange, very good. Next one, this clouds is these clouds are màu gì nè? Màu gì à? Can you màu trắng. White, very good. White. Next one. This start. This switch is gray, very good. No, this dresser is Mozine. Can you find me the color of the brown? No, very good. Brown. Next one. This cart is black mà. Tại sao con lại chọn purple? Sai rồi đúng không? Nó phải là black. À, cô thấy con ấn purple mà. Không. Rồi, next one. Nào, hơi khó một tí nhá. Màu đỏ cộng màu vàng ra màu gì? Red plus yellow. We have what color? Can you imagine? Orange. Con vừa chọn orange đây à? Vâng. Rồi, bây giờ trước khi sang câu tiếp theo nhé. Now, can you see the color here? What color is it? Màu gì à? Màu cô vẽ là màu gì? Tím. Đó, màu này cơ mà. Màu cô vẽ là hồng. Màu đỏ đúng không? This red. And then màu gì đây? What màu vàng. Yellow. So if you add two color, it's combine two color. So this one is cái màu ở giữa này màu gì? What color is it? Orange. Very good. Okay, con tưởng tượng ra chưa? Rồi, next one. We have blue and yellow. We will have what color here? Blue and yellow. Màu xanh cộng với màu vàng thì ra màu gì ta? Green. Green. Okay, can you see here? Rồi, con nhìn đây nhá. Here is the blue. Oh, sorry. Here is the blue. Can you see blue here? And blue is yellow. Yellow. Không giống, không giống. Okay, here is blue here and yellow here. Rồi, this one is green, right? Màu giữa này có phải là green không? Vâng. Okay, very good. Next one. Rồi, blue and red we have. Blue and red. If we connect blue and red, what color we have?
Purple, purple, very good. Next one, green and red. We have green and red. We have green and red. Nếu con cộng hai màu này lại thì ra màu gì nhỉ? Brown, đúng không? Are you sure? Ah, brown, very good. Next one, white and red. Màu trắng và màu đỏ thì ra màu gì? White and red here. Ra màu gì nhỉ? Ah, pink. Pink. Pink, very good. Next one, white and black. We have đen và trắng thì ra màu gì? Gray. Gray, very good. Rồi. So, done this story here. Stop sharing here. Rồi, tiếp nhá. Hôm nay mình sẽ học về okay, next one here. Can you see nào, con có nhìn thấy bài mới của chúng mình không nhỉ? Okay, are you ready for the new lesson here? Rồi, welcome our class again. Okay, here. Now, can you see many shapes here? Con có thấy rất nhiều hình ở đây không? Okay, nào hôm nay chúng mình sẽ học về những hình này nhé. We call shape về những cái hình. Okay, nào. Trước đó thì nghe cô với con nhé. Let's see this video here. Ah, can you hear the sound? Con nghe tiếng gì không nhỉ? Oh, sorry, I want to share you. Yeah, back here. Ping pong. Triangle, rectangle, circle, and heart. Diamond, square, oval, and star. Triangle, rectangle, circle, and heart. Diamond, square. Waffles and toast. Yum, yum, yum. We are squares. Tra la la la. Triangle, rectangle, circle, and heart. Diamond, square, oval, and star. Triangle, rectangle, circle, and heart. Diamond, square, oval, and star. Party hat, sandwiches, sailing boat. Bop, bop, bop. We are triangles. La la la. Storybook puzzles locked. Door knock knock knock. We are rectangles. Tra la la la. Triangle, rectangle, circle, and heart. Stars in the sky, twinkle, twinkle, we are stars, tra la la la. Our cookies heart leaves, this heart says I
no, no. Circle, triangle, circle. No, here. Triangle. Rồi, bây giờ bài hôm nay. The lesson today is about the shape. Do you know? There are many shapes here. The first one, we call it square. Repeat after me, square. 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 Next one, circle. 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 And the last one is triangle. 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 Okay, now, what color of the square here? What triangle. Color is it? Màu gì đây? What color is it? Xanh lá cây. In English is green. Green, very good. What color of the circle here? Pink. Pink, very good. And the last one here? Blue. Blue, very good. This one we call triangle. Triangle. Circle. Circle. Square. Square. Rồi, cô chỉ bất kỳ nhá. This one. Triangle. Circle. Circle. Rồi, this one. Circle. No, triangle. Triangle. Rồi, this one. Here. Circle. No, this one here. Con có thấy mũi tên màu đỏ của cô không? Rồi. Square. Square. Square lại nhá. This one here. Triangle. Where your face? Where your face? Mặt con đâu rồi? I can't see your face. Okay, next one here. Are you sleepy? Con buồn ngủ đó. Triangle. Con buồn ngủ hả? Con buồn ngủ hả? Rồi, now this one. Rectangle. Rectangle. Triangle. Lại nhá. Rectangle. 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 Okay, next one. Diamond. 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 Very good, this one. Dinya. Heart. Hard. Heart. 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 Okay, now. Heart. Okay, now come back here. Can you see what color of the diamond and heart here? Diamond. Màu gì nhỉ? Màu đỏ. Màu đỏ đúng không? Hình kim cương và hình trái tim thì màu đỏ. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Màu đỏ tiếng Anh á. Tell me. Green. Red. No, no red. 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 Okay. What color of the rectangle here? Orange. Orange. Very good. Rồi, bây giờ cô chỉ bất kỳ nha. Okay, this one, how do you call this? Orange. No. Hình cơ mà, hình dạng gì? What shape? Chữ nhật. What shape is it in English? Please. Trong tiếng Anh cơ mà. Orange. Now, hình gì? Rectangle. Orange. Rectangle. Rectangle. Nó là là hình chữ nhật đúng không? Now, what shape is it? Hình gì đây? Hình kim cương đúng không? Now, diamond. 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 Heart.
Hot. Very good. Now, this one again. Diamond. 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 Mint. Diamond. Okay. This one, rectangle. Rectangle. Okay. Very good. Tiếp nhé. Okay, I will clear all this. Now, cấu trúc hôm nay cô muốn cô học, con học đó là the structure is what shape is it? And you can, what shape is it here? Hình gì đây? This one here. Yeah, here. Yeah. No, đây hình vuông đúng không? No, it's square. We call it square. Square, square, square. Okay, it's here, square. Oh, okay. Again, what shape is it? Is it square? Is it? No, it is a square. It is square. This is a square. It is square. This is a square. It is square. Ơ của cô đâu? Chữ ơ đâu? This is a square. A square. Okay, very good. What shape is it? What shape is it? À, đây là câu hỏi đúng không? Hình gì đây? Okay, it's a square. It square. Is square. Okay, now what color is it again? Là hình vuông. Ừ, nhưng mà what color? Màu gì á? Màu gì đây nhỉ? Yellow. Yellow, very good. Next one here. Nào, bây giờ thử nhá. Giờ chọn một hình khác loại, à chọn một từ khác loại này. Ok, cô làm mẫu nhá. Ok, what is this? À, từ nào khác loại ở đây? Rectangle là hình gì nhỉ, nhớ không? Hình gì? Rectangle là hình vuông. No, no, nó là hình chữ nhật, rectangle. Ok, now next one we have triangle. Triangle là hình gì? Hình gì nhỉ? Hình gì đây? Hình tam giác. Ok, very good. And this one, moon, heart. Heart là hình gì? Trái tim. Ok, next one, heart. À, rồi, tiếp tục từ tiếp theo là diamond. Hình kim cương đúng không? Rồi, tiếp, square là hình gì? What is square here? Hình chữ nhật. No, no. Đó hình vuông đúng không? Vuông mà. Đây mới là hình chữ nhật nè. Rectangle mới là hình chữ nhật. Square là hình vuông. Seven là số 7 đúng không? Nào tiếp tục circle. Circle here. Here we call this circle. Hình tròn đúng không? Circle. Again, triangle là hình gì nhỉ? Triangle here. Triangle. Tam giác. Okay, very good. Again, what is heart? Heart là hình gì? Hình gì đây? Okay, morning. Again, morning là gì nhỉ? Buổi gì? Good morning là chào. Good morning á. Ừ, buổi gì nè? Chào buổi sáng. Okay, very good. Tiếp tục mình có từ square. Square again. Hình gì nhỉ? Vuông. Okay, square here. Evening. Evening here. Evening. Là buổi. Good evening. No, no. Cô gặp con bây giờ cô mới nói good evening. Good evening. Buổi gì đây?
buổi tối đúng không? Rồi, con chưa nhớ bài đâu nhớ. Giận quá luôn. Rồi, cuối cùng nè. Diamond là hình gì đây? Hình thoi, hình thoi, hình kim cương đúng không? Rồi, ok, well done here. So, từ nào đây khoác lại nhỉ? Rồi, table đây là gì? Where your table? Con đang ngồi trên gì? Ngồi học trên bàn đúng không? Okay. Nào, noon, noon là buổi gì? Buổi trưa. Đúng không? À, seven là số mấy? 7. Ok, very good. Rồi, next one nhá. Ok, very good here. Rồi. Sorry. Rồi. Bài học hôm nay đến đây nhá. This is enough for today. And cô sẽ gửi cho con bài tập về nhà nhá. Và con phải làm nhá. Bài tập về nhà lần trước cô chưa thấy con gửi đâu nhá. Phải hỏi mẹ con xem cô gửi cho mẹ con rồi á. Làm chưa? Làm chưa? Gửi cho cô chưa? Để cô chấm à? Chưa đúng không? Nào đừng cười trừ. Nhớ nhá, cô gửi bài tập cho mẹ con. Con phải hỏi mẹ con là where is my homework? Bài tập của con đâu nhá? Không làm là không nhớ được từ đâu. Đúng không? Nào, do you have homework in your class? Con làm bài tập trên lớp không? Có. Có nhiều không? It's too much. Rồi. Đấy nhá. Ồ. Nhưng mà vẫn thỉnh thoảng vẫn phải làm bài tập của cô nhá. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ nha. Rồi hứa đi. Nào. Con sẽ làm bài tập của cô. Rồi hứa nhá. Hứa rồi nhá. Nhớ nhá. Cô gửi bài tập xong phải làm nhá. Không cửa chứ này nữa đâu nhá. Mấy buổi rồi. Con có định học nữa không? Không nhớ à? Rồi. Thôi được rồi. Ok. Now how do you say to me when the class finish? Bye. And see you on. Oh, sorry. Today is Monday and I will see you on Wednesday. Cô sẽ gặp lại con vào thứ tư nhé. Ok. See you. Goodbye and see you. Goodbye. Bye. And good night too. Chúc ngủ ngon.